baby này hơi bị ngoan. Vậy đêm nay để cặp thân sang, thương em như là cô tư kỳ. Cho dù ta có khác cơ quan, anh mang chiếc quần ba mua, chơi chơi rap Việt mùa ba. Chơi chưa được hai ba câu anh just study anh lại đuổi ra. Bada bim bada boom, anh là boy tăng sông. Bang 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 bang, em là girl căng hông. Trong phần giây bờ môi của anh lại cam về thối, thì em và anh quậy trong chăn bông. Yêu mình anh thôi được không, ta cắt tin không ngại suối ngại sông. Mẹ bảo anh là chết vì gái, ô mẹ đét ơi thầy có dạy không. Say wo say ho, yêu em nhưng lại IBC mất cả hay. Không biết các bạn thấy sao nhưng B-Ray thấy thằng này chơi à rất là hay. Tất cả tay làm vào nhau mà trói bằng dây. Yêu em thì gọi là vợ chứ ai mà có gan nói là ây. Ta không đeo hai chiếc ba lô thong dong, baby đây là cặp đôi. Skinny jean đừng quá tờ lo vì em thích thì mặc thôi. Đôi khi ta vừa chân gối bên trong căn phòng u tối. Ông xa là tên của tôi, you know cơ giả mà cắp trên môi. Người yêu ơi yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này xa lạnh nơi đây mùa đông. Là ngày ta xuống bay, con tim ao gầy. Tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng minh cho em thấy. Let's go. Người yêu ơi yêu thì có gì sai? Không là anh thì ai? Hãy để anh đưa em về, là tình yêu mãi mê. Mặc kệ người ta tuổi trẻ, bởi vì tình yêu là thế. Làm người yêu anh nhé baby. Thêm một lon Pepsi A, nhân viên Sepi đây. Yêu em không phải kẻ tiền, yêu em kết chi ê. Em xinh à sau này, em đừng cau mày. Baby, dâu kê, baby, dâu rai. Thoát vết xinh như là trường anh Ngọc đang phết Italia. Em là Messi, anh sẽ là số 11. Đi Maria, vẫn là you, take a move. Hai ta thì kỳ tạ ca. Sau này con mình lớn anh đây, alo cho ông Easy Papa. Ta không đeo hai chiếc ba lô song song, baby đây là cặp đôi. Skin jean đừng quá tờ lo, bởi vì em cứ thích thì mặc thôi. Đôi khi ta vừa chăn gối bên trong căn phòng u tối. Ông xã là tên của tôi, you know cơ giả mà cắp trên môi. Người ơi yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này xưa lạnh nơi đây mùa đông. Là ngày ta xuống bay, con tim áp gầy. Tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng minh cho em thấy. Còn anh nhé baby. Pepsi vị chanh không cala mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Phần trình diễn đầu tiên có vẻ rất là khả quan và xin giới thiệu Captain. Một lần nữa xin cảm ơn DJ Wukong và ca sĩ Anh Tú đã hỗ trợ cho phần trình diễn vừa rồi. Và nhận được 3 lựa chọn đến từ huấn luyện viên Big Daddy, Andre và B-Ray. Và hãy xem là lượt bình chọn của khán giả dành cho bạn là bao nhiêu. Xin mời. Wow. 90% bình chọn từ khán giả và điều đó hợp lệ vào vòng trong. Em nhớ là anh bấm em trước nhé. Từ từ. Tôi thấy cái quy trình chọn thí sinh của các huấn luyện viên có vấn đề. Ông này này, ưa nịnh. Vừa nghe nhắc ông BJ một cái là đạp liền luôn. Tớn lên. Đó chỉ là vô tình. Cái cách mà bạn biểu diễn rất là tự tin, cho nên là em đã chấm từ lúc đó rồi. Còn hai ông này chọn theo tiêu chí là Di Maria là bóng đá. Bạn ấy nhắc đến chưa anh Ngọc. Đấy là một cười. Thật ra thì em muốn truyền tải những cái năng lượng trong tình yêu đến cho tất cả mọi người ấy. Anh thấy em có một cái background khá là thú vị. Thủ khoa âm nhạc của trường Thăng Long. Dạ vâng ạ. Ghê ạ. Em bên nhạc lý hay là bên thanh nhạc? Bên thanh nhạc anh ạ. À, mà lại mê rap. Thật ra em nghĩ là rap nó mê em á, nên là em phải theo nó thôi. À, kinh. Tự tin đấy, có tí đấy yeah. Hồi nãy em rap anh nghe rồi, bây giờ thủ khoa hát thì sẽ như thế nào? Em hát thử một người nghe được không? Em nghĩ là em sẽ hát bài của mình luôn. Ok.
Và anh đang cố gắng mải mê cùng tiền anh mới hai tách cà phê để quên đi hết mùi hương vẫn còn vững trên áo em thương. Mùa làn gió nhẹ bay về đàn khăn ấm khi vẫn còn đây. Say mềm thì say cùng đêm chỉ để quên dần quên được em. Dễ thương. Và bây giờ mời các huấn luyện viên bắt đầu màn trêu trò của mình. Anh đã chọn game đầu tiên. Hai người ở bên kia họ chờ tới khúc cuối cùng chỉ vì cái cầu thủ đá banh. Nhưng mà anh từ lúc đầu em bước ra thì anh đã thấy được cái tiềm năng của em rồi. Cái cách bạn đi cái melody nó rất là catchy và nó rất là trendy. Và anh thấy được cái feel ở trong cái lyric của em. Có thể đây là một bài nhạc cute đơn giản nhưng mà em khai thác cái góc nhìn rất là hay. Rất là biết nắm những cái moment. Yeah. Andre nghĩ sao ạ? Em có thích vào tim anh không? Sao mà hỏi câu khó thế? Bây giờ chị hỏi luôn sao? Không chơi thế, không chơi thế. Cái thái độ cua gái quen nè. Bình thường nếu một người đàn ông gặp phụ nữ là anh có thể mời em đi ăn tối không? Không, anh bận đi với chị Suboy rồi. Đó à. Cái ông Andre này ông gặp người ta không hỏi đi ăn tối anh đi. Kiểu vậy đó. Ngang ngược à. Ông này ông bad boy từ ngoài kia vào đến tận đây. Giờ em trả lời anh không? Em thích vô đội của anh không? Mời em trả lời nè. Em thích vô đội của tất cả mọi người. Nhưng mà em thích vô team của... À, chị Suboy á. Bưng ra làm thêm một cái ghế là cho Suboy xuống làm huấn viên lại. Bất định là em. Ngay từ đầu là thằng bé này nó rung động tim Suboy rồi. Tôi làm chứng, em đừng có nói tội cho người ta. Một mục đích khác đấy chứ là nếu mà vào vòng trong thì em rất là muốn được mang mama của mình lên sân khấu. Yeah. Ok. Ba huấn luyện viên đạp chọn nhớ nha. Thì hiện tại thì em đã nhận được 3 cái đạp rồi đấy. Mà chúng ta còn một người nữa chưa có tung chiêu. Mời Big Daddy. Thật ra anh biết em từ trước rồi. Đến ngày hôm nay cái cách trình diễn của em nó đã rất là khác. Khi mà anh chọn em ấy, anh chỉ nghĩ là đấy có một vài cái khoảnh khắc rất là vui. Tuy nhiên khi mà em hát lên ấy, thì anh rất muốn em về đội của mình. Tại vì là rapper mà biết hát ấy, thì em sẽ có cái cách xử lý hook và em sẽ biết cách làm hook. Em sẽ là một thành viên rất là quan trọng. Thế là mời em về với đội của anh. Đợi. Này nói hay này. Cái là có đủ sự thuyết phục rồi. Chưa gì là người ta nói là em là quan trọng là thấy hay rồi. Em rất là tự tin cách em sử dụng từ đi flow. Với lại cái lợi thế của em là em biết hát. Melodic rap của em rất là tốt. Đối với em ấy thì cái chuyện kỹ thuật, kỹ năng cũng vừa phải thôi. Nhưng mà bạn ấy biết hát rất là tốt. Thế cho nên là bạn ấy sẽ có cách triển khai melody rap. Và em nghĩ rằng bạn ấy có cái tính viral trong bài hát. Ok. Anh có cái đấy đấy. Về đi. Nhanh kịp. Bây giờ tôi cần sự nhận xét đến từ các vị giám khảo ạ. Thằng bé nó đang khát khao thèm thuồng được lắng nghe chị Suboy của nó nói cho nó dài lời đi thần tiên tỷ tỷ. Từ hồi casting tới bây giờ chị thấy khi em bước lên sân khấu em có bước tiến bộ rất là lớn. Chị dành cho em một lời khen tại vì em mở màn chương trình rất là tươi mới và vui vẻ. Để phân tích tí nhá, anh Bo thì anh thích melodic. Cái lúc mà anh Thành yêu cầu em hát cái melody kia để thử giọng ấy. Nhưng mà cái giai điệu trữ tình tí là anh Bo sẽ hơi khó nuốt. Anh ấy chỉ có giá trị vật chất thôi em. Yeah. Em là có thêm tâm hồn nữa em. Yeah. Nên là cái sự tình của em ấy về đội của anh ấy anh thấy cũng không có vẻ là khớp doang lắm đâu. Tâm tư của anh thì muốn gửi gắm em về em đây. Em nghiêng về phía bên đây nhiều hơn cả hai người này. Thứ nhất về cái năng lượng. Cái thứ hai, em muốn bạn sẽ có một cái gì đó khác đi so với lại những cái mà bạn đang có sẵn rồi. Để mà bạn có nhiều cái màu sắc khác nhau, có thể đẩy qua cho anh Bo. Tại vì cái năng lượng và cái style của anh Bo là không thể học trong trường học. Đồng ý không? Garrick phát biểu đi trò. Em xin phát biểu, em nghĩ là hợp với Big hơn. Về với Big là sẽ ok nhất. Ok, năm ngoái hai người gây lộn mỗi lần nửa tiếng đồng hồ. Năm nay ba người và ba người chọn ba huấn luyện viên. Quý vị thấy không? Câu chuyện bắt đầu nó đơn giản hơn nhiều rồi đúng không? Từ cái vòng thuyết phục thì em cảm thấy những gì mà Big nói nó thuyết phục hơn. Big nói thuyết phục hơn nhưng mà mọi thứ chỉ là lời nói. Bo chưa đủ thuyết phục, Ray cũng chưa đủ thuyết phục. Bây giờ Garrick thì thích chọn về Big, Suboy thì thích chọn về Bo là Andre, Justati thì lại thích về Bill Ray. Bây giờ xin mời đại ca phát biểu. When he came out, anh giờ biết đặc biệt rồi. When he performed,
It was good. So why don't you kick? Because I don't think it hợp with what I want to do. Biết đặc biệt rồi, tại nãy thấy mấy cái audience hack every single word. Nhưng mà I think what I do không có hợp, and I don't think I'll do good with you. So I think like, you know, one of these guys would be better for you. I know one of these guys, but exactly who? Well, I know any of them, you know what I'm saying? Like that, I think B-Ray. Okay, đó là ý kiến của anh Thái. Anh Thái nghĩ là B-Ray. Bây giờ, ban giám khảo sẽ họp và cho tôi biết một đáp án sau 30 giây thảo luận. Xin mời. Em tự tin đứng dậy, chuẩn bị nhảy xuống bắt tay bạn ấy gái. À thế à? Vâng. Thôi bây giờ dù gì đi nữa thì em nó cũng đến đây vì Suboy, muốn rung động trái tim của Suboy. Cho Suboy quyết định cuộc đời của em cũng không cảm thấy hối hận đúng không em trai? Dạ, em nghĩ là tất cả những cái sự quyết định của ban giám khảo nó sẽ đều hợp lý, tốt cho em nên em sẽ lắng nghe. Ừ, em bắt đầu giống B-Ray đó, trong cái việc mà dĩ hòa vi quý đó. Su nhận xét hai điều. Khi em lên sân khấu, cái năng lượng của em nó rất là tươi sáng. Nhưng chị muốn thấy thêm thì chị sẽ cần một huấn luyện viên có thể khai thác nhiều khía cạnh của em hơn. Cái thứ hai, chị thấy em rất khéo trong cái cách viết bài. Em có biết lồng ghép, tương tác mọi người và đặc biệt là có giá trị commercial. Với cái khả năng này, chị sẽ gửi em về cho... B-Ray. Chúc mừng huấn luyện viên B-Ray. Hell yes. Ông kia tưởng mở. Đứng dậy sẵn sàng rồi kìa. Biết đây đi là đứng dậy để chào tạm biệt em đó mà không sao hết. Xin được chúc mừng cho B-Ray đã nhận được thí sinh đầu tiên về với đội của mình. Đó là Captain. Cảm ơn em. Rap Việt mùa 3, 20 giờ từ ngày 27 tháng 5 trên HTV2 V Channel. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.